Vâng, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITB Global, và đây là video trong series hôm nay có cổ phiếu gì. Trên màn hình anh chị đang thấy ba chữ cái giúp bất động sản SCR, công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thường Tín. Ok, đi vào nội dung của video ngày hôm nay luôn nha chị. Đầu tiên thì nói về câu chuyện nhóm ngành, về xu hướng nhóm ngành thì chúng ta đã thấy phiên vừa qua từ thứ năm tuần vừa rồi thì bắt đầu nhóm cổ phiếu đất bất động sản đã rục rịch lên tiếng, và nghĩa là nói với chị bất động sản là nhóm ngành duy nhất từ đầu năm tới giờ 6 tháng 7 tháng rồi nó chưa có một con sóng nào rõ ràng cả. Cho nên cái dư địa và cái cơ hội của bất động sản đang có rất lớn từ nay cho tới cuối năm. Nếu nói về sóng ngành, nói về xu hướng kinh tế thì đã phân tích với anh chị về câu chuyện là các chính sách tiền tệ ở thời điểm hiện tại nó đã được ban hành và nó còn sẽ được tiếp tục thực hiện, nó sẽ còn tiếp tục được ban hành câu chuyện hạ lãi suất. Cái nhóm ngành mà có tài sản đảm bảo nó sẽ được hưởng từ cái chuyện đó, vay vân vân đó, thì bất động sản là một trong những ngành đang hưởng lợi từ các chính sách tiền tệ. Nên nói về vĩ mô kinh tế, về xu hướng thì mọi thứ đều đang ủng hộ cho bất động sản có một con sóng. Thì trên video này là cổ phiếu SCR, thì vì sao là SCR đầu tiên? Đó là chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu bất động sản đã có những cái điểm mua và có những cơ hội. Thì ở đây SCR ở thời điểm hiện tại đang có một điểm mua tương đối đẹp. Và mình sẽ thấy cơ hội đầu tư sắp tới cho chị nhà đầu tư của mình vì đây là một tương đối nhẹ nhàng. Thì hiện tại SCR đang về mặt không tuần như vậy, trung hạn như vậy, thế là nó đã bắt đầu chớm đi vào một xu thế uptrend trung hạn. Xu thế uptrend trung hạn, và lúc này phía trước của SCR dường như nó đang rất thoáng như vậy, nó đang rất thoáng, nó chỉ có một cái cản tạm thời ngắn hạn ở vùng giá đâu đó khoảng 8.7, 8.75, một cái cản ngắn hạn ở vùng đó. Và đó là lý do vì sao mà hôm qua khi SR lên tới vùng giá 8.70, 8.75 nó bị rụt đầu, nó có một cái cản ở đó. Thì lúc này bắt đầu vào trạng thái phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 18 tháng 7 thì SR có một cây nến đỏ, và với diễn biến này thì rất có thể trong hai phiên tới SCR sẽ về lại vùng giá 8.25 như vậy, 8.25. Thì đây sẽ là điểm mua cho chị nhà đầu tư của mình, và mở mua SCR ở vùng giá 8.2, 8.25. Hãy mở mua cổ phiếu này cho vùng mua 8.2, 8.25, và anh chị sẽ đánh cổ phiếu về mềm, đánh về giá 10 về mềm nha chị. Đây là cổ phiếu sẽ mua được trong hai phiên tới, thứ có thể là thứ nhanh là ngày mai, chậm sẽ là thứ năm, cho chị nhà đầu tư của mình mua và nắm giữ SCR. Anh chị mua ở giá 8.2, 8.25, anh chị sẽ đặt cái điểm cắt lỗ của chúng ta đó là 7.8. Cắt lỗ của chúng ta là 7.8 chị, tức là điểm cắt lỗ của chị rơi vào đâu đó hơn 5%. Còn lại cái target của chúng ta có thể kỳ vọng từ giá 8.25 hai lên vùng giá 10 lợi nhuận khoảng 21%. Đây là một cái đánh ngắn hạn, như vậy. Nó sẽ diễn ra ở đâu đó khoảng cuối tháng 7 này. Diễn ra cái target này sẽ đâu đó khoảng cuối tháng 7 này. Đây là cổ phiếu khá là an toàn để gì có thể đánh ở thời điểm hiện tại. Rồi, video ngắn, xúc tích cô động như vậy. Anh chị nhiều tôi xem tới cuối video, mọi người nhớ để lại một like tại những quả tim cho mình nhé. Và Nghĩa đã từng làm rất rất nhiều cái video clip trong cái series hôm nay có cổ phiếu gì để hỗ trợ điểm mua, điểm bán, thậm chí là chốt lại cho anh chị nhà tôi mình. Thì đã xem tới đây thì nhớ để lại một like. Và anh chị thấy những cái chia sẻ của Nghĩa hay, hữu ích, những phiếu Nghĩa khuyến nghị mang lại lợi nhuận tốt, anh chị có thể liên hệ với Nghĩa mở tài khoản tại VPS với ID là 3298 để và đồng hành cùng nhau. Rồi, welcome tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị đầu tư thành công với cổ phiếu SCR. Xin chào.